Lãnh đạo Bắc Hàn họp với các giới chức quân đội. Tin từ Bình Nhưỡng, lãnh đạo Bắc Hàn ông Kim Chính Ưng đã gặp các giới chức quân đội của nước này vào ngày thứ Ba trong bối cảnh căng thẳng tăng cao trên bán đảo Triều Tiên. Truyền hình của nhà nước Bắc Hàn KRT hôm nay đã phát hành một số hình ảnh của ông Kim Chính Ưng đã có một cuộc họp ngoài trời với các sĩ quan chỉ huy lực lượng quân đội Bắc Hàn và đã có một bài phát biểu. Ông Kim Chính Ưng nói, tình hình hiện nay trên bán đảo rất là nghiêm trọng và quân đội của ông sẽ đè bẹp các chính sách thù địch của Hoa Kỳ đối với Bình Nhưỡng. KCNA cũng đã đưa tin là các sĩ quan quân đội đã cam kết sẽ bảo vệ nhà lãnh đạo của mình tại cuộc họp diễn ra tại núi Pictou, một ngọn núi lửa không còn hoạt động trong vùng biên giới với Trung Quốc, được mô tả ở Bắc Hàn như là nơi sinh ra của cha ông Kim Chính Ưng. Cuộc họp đã được tổ chức vài ngày sau khi Bình Nhưỡng đe dọa sẽ tiến hành cái gọi là một hình thức thử hạt nhân mới.